Hồ Tây. Nhưng mà tiệm game này nằm bên cạnh Hồ Trúc Bạch. Mua chơi có kem, gần hai kem và ốc quế, hai ốc quế làm đứng dậy ăn luôn. Dâu hay là ban đi? Dâu, dâu, hai cái dâu luôn. Mua xong là hai anh em sẽ đứng ở hồ Trúc Bạch này, ngắm cảnh hồ, vừa ngắm cảnh hồ lại vừa ăn kem các bạn ạ. Cái điều đấy là cái điều rất là xa xỉ đối với những người gọi là đi nước ngoài về. Rồi, ok, hello, chào các bạn nhá. Hiện tại thì mình đang đứng trên cầu Long Biên. Nhà mình thì ở phía bên kia cầu Long Biên. Về được mấy hôm rồi, hôm nay mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài để gọi là ngắm phố phường, ngắm cái cảnh không khí Tết. Ngắm cái cảnh không khí Tết trong cái mùa dịch Covid này các bạn ạ. Vì là mùa dịch nên là cũng đi ra ngoài cũng là rất là sợ, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang này, không dám bỏ khẩu trang ra. Ở Hà Nội thì cũng là hơi buồn, bởi vì là ở Hà Nội bây giờ là đang có một ngày trung bình tầm cỡ 3.000 ca ấy các bạn, 3.000 ca nhiễm Covid ấy. Thì bây giờ là anh em mình sẽ sử dụng xe máy để đi lại cho tiện nhá. Muốn ngắm cảnh Hà Nội là chỉ có đi xe máy, đi xe đạp hoặc đi bộ thì là chúng ta mới ngắm được hết cái cảnh ngắm sát cảnh hơn là đi ô tô. Đi ô tô thì là không thấy gì đâu, mà tiền gửi xe thì lại rất là tốn kém. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu. Rồi các bạn nhá. Đây, chuẩn bị bước vào phố Hàng Mã, là nơi bán tất cả các cái vật trang trí cho những ngày Tết nhá. Rồi để mình sẽ lượn một vòng rồi đó, vừa xong là sẽ đến mua một cái gì đó để trang trí Tết. Rồi, quá đẹp luôn, lung linh sắc màu. Chậm rồi. Phố Hàng Mã. Ui. Các thể loại đồ chơi trẻ con, búp bê luôn các bạn ạ. Chúng là đi mấy năm về là nhìn cái gì nó cũng đẹp. Ở bên kia ấy, muốn mà trang trí cái gì đấy thì là phải tự mua giấy rồi mua các thứ về để trang trí, chứ không có chuyện được bán sẵn như này về trang trí đâu các bạn ạ. Bên kia là tự xử hết. Rồi. Ok. Đây đây để mua con hổ. Cô ơi, bán cho cháu con hổ dán vào tường ấy. Rồi, mình sẽ sử dụng. Vâng, mình sẽ mua con hổ để về dán ở kính cửa nha các bạn nhá. À, cô bán cho cháu đấy. Con hổ to kìa, con chúc mừng năm mới kìa. Vâng ạ. Chứ rồi quên ví, à đây. Ê, tí nữa thì quên ví thì toi. Đây một con à, hai con hay một cặp? À, cái kia giống nhau vậy à? À, quên mất đấy, ở chỗ này có bán cả lì xì nữa, thì sẽ mua thêm một ít lì xì nữa. Cô không có... Đấy, bán tất cả các lì xì rất là đẹp các bạn ạ. Rồi. Cái gì đấy, đây con hổ đỏ à? Rồi, thế cháu mua hai cặp này vậy. Cháu bao tiền ạ? 160.000. Lì xì thì cô bán thế nào đây? 5.000 một tập bé đấy á. 15.600.
Chỗ này bao nhiêu tập đây cô? 3, 4, 5 tập này. Đây, đây cháu lấy, cô tính tiền cháu chỗ này đi. 200 ba, cô cháu xin cái túi nhá, để cháu đựng này. Đấy, các cái con hổ này tí về để cho con gái, cho con gái dán vào tường các bạn ạ. Vâng, ok, cảm ơn cô nhá. Đủ chưa cô? 230 đấy. 235.000. Tí thì lãi 5.000. Đây, cháu gửi cô. Ok, rồi ok, bây giờ chúng ta lại di chuyển tiếp nha các bạn nhé. Rồi, giờ anh em mình đang đi qua đây là cái gọi là cái bốt hàng đậu đúng không? Bốt hàng đậu, nhưng mà thực ra nó là cái chứa nước, cái nôm na gọi là cái tẹt nước ngày xưa ấy, để lọc nước rồi là cung cấp nước cho người dân phố cổ của Hà Nội chúng ta. Đấy, một trong những nơi là rất là cổ của Hà Nội rồi, rất là đẹp, rất là cổ kính. Ok, chúng ta lại di chuyển tiếp. Ở đây là phố Hàng Than, nơi đây thì là chuyên về gọi là các cái lễ cưới, cái gọi đồ cháp cưới, đồ cháp cưới, bánh su xê, bánh phu thê, rồi là các cái loại bánh ở trong cái đồ lễ, đặc biệt đó là gốm các bạn nhé. À, cốm, bánh cốm. Hôm nay là đi lượn Tết Nhè đi. Thực sự ra thì lâu lắm rồi mình không về, nên là các cái con tuyến phố này mình đi là vẫn hơi bỡ ngỡ một tí. Hôm nay cũng nhờ một bạn đi cùng nữa để hướng dẫn viên du lịch đấy. Rồi, và đây thì là con đường gốm sứ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, mà do các nghệ nhân của Bát Tràng là thực hiện vào năm 2010 các bạn nhé. Con đường gốm sứ được gọi là cũng là dài nhất, có chắc là dài nhất Việt Nam đi, cứ nôm na là dài nhất Việt Nam. Cũng cây số thì mình cũng chưa nắm được bao nhiêu, chắc là phải tầm 4-5 cây số rồi đấy, đến không, tầm 4-5 cây rồi đấy. Hôm nào là mình cũng sẽ xuống Bát Tràng, mình cũng sẽ tham khảo một số cái đồ gốm sứ ở đấy để sang xem là có truyền nghề được cho bà con làm gốm sứ ở bên Angola không các bạn nhé. Ok các bạn nhé, bây giờ mình đã đứng tại chùa Trấn Quốc. Đấy, chùa này là nằm trên một hòn đảo ở phía đông Hồ Tây. Chùa có lịch sử là gần 1.500 năm, được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long, Hà Nội. Kiến trúc của chùa là sự kết hợp hài hòa giữa cái uy nghiêm cổ kính với quang cảnh thanh nhã, giữa nền tĩnh lặng của một hồ nước mênh mang, đây là hồ Hồ Tây các bạn nhé. Đây, dọc tuyến Hồ Tây đây. Thì là bên kia là cũng bán kem Hồ Tây đấy, kem tươi Hồ Tây rất là ngon luôn. Và bây giờ là sẽ di chuyển sang bên Hồ Tây, à sang bên phía tiệm kem đấy làm một cái khát nước quá rồi. Rồi bây giờ ok các bạn nhá, đã đến tiệm kem ở Hồ Tây, nhưng mà tiệm kem này nằm bên cạnh hồ Trúc Bạch. Mua chơi có kem gần 2 kem và ốc quế, 2 ốc quế làm đứng đây ăn luôn. Dâu 2 cái dâu luôn. Mua xong là hai anh em sẽ đứng ở hồ Trúc Bạch này, ngắm cảnh hồ, vừa ngắm cảnh hồ lại vừa ăn kem các bạn ạ. Cái điều đấy là cái điều rất là xa xỉ đối với những người gọi là đi nước ngoài về. Không có. Đặc biệt là những người đang ở nước ngoài thì hiện tại là bây giờ là cũng rất là nhớ nhà đấy các bạn ạ. Còn những người ở Hà Nội nữa thì lại càng là thích những cái cảnh như mình bây giờ đấy. Mình thì bao nhiêu năm nay thì mình mới có cái điều kiện được
được ăn kem của Tây nha các bạn nhé. Rồi bây giờ đi ra đây. Vì ở đây rất là vắng vẻ nên là có thể là bỏ khẩu trang ra để thưởng thức tí kem. Hai cái nhá, cái này là của hôm nay thuê được nhờ được một anh caramel đi rồi. Là của anh một cái, mình một cái. Rồi ok. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, còn đây là cảnh Hồ Trúc Bạch nhá. Ở phía cạnh ngay sát cạnh Hồ Tây luôn. Có thể là những cái khung cảnh mình quay ngày hôm nay thì là sẽ là rất là một điều bình thường đối với những người dân mà sinh sống ở Hà Nội. Nhưng mà nó có thể là một cái mới mẻ, một cái xa lạ cho những người dân ở cách xa Hà Nội, những bạn ở cách xa ở Hà Nội đấy các bạn ạ. Đặc biệt là trong những ngày không khí Tết như thế này thì rất là hiếm. Hiếm khi mà các bạn ở xa Hà Nội là tới thăm Hà Nội được trong những ngày này này. Rồi ok các bạn nhá. Rồi ăn hết cái kem này xong là lại đi tiếp tục, lại đi tiếp. Hiện tại là anh em đã di chuyển đến tới đường Âu Cơ. Đấy, đường Âu Cơ rồi là cái khu vực nơi đây thì có rất là nhiều đào quất. Đây là nơi trung tâm nhá, trung tâm đào quất. Cây đào rừng đã được di chuyển về đến nơi đây. Không những đào này, cũng là mận đây này. Đây cây mận đấy, đây là cây mận này các bạn đấy. Ở đây thì có tất cả luôn, rất là đẹp. Không khí Tết ở Hà Nội thì là ngày hôm nay là đã rất là tưng bừng rồi, chúng rất là khí thế rồi. Hôm nay thì thời tiết thì nó cũng rất là chiều lòng người, không phải chiều lòng người mà chiều lòng mình. À, không mưa, buổi sáng có mưa nhỏ thôi. Bản tin dự báo thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay là trời có se lạnh, có sương mù, buổi sáng có mưa phùn. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì là thời tiết là quá đẹp rồi, thời tiết mùa xuân này. Đấy, các bạn ạ, đấy, trong chợ siêu thị Hoa Anh Trí nhá. Siêu thị Hoa Anh Trí này là chuyên về các loại hoa lan nở ở đây các bạn này. Đấy, đẹp chưa? Rất là xuất sắc luôn. Đấy. Vườn quất, nhà nào cũng vườn quất hết. Đẹp, cung cấp cả chậu luôn. Đấy. Không những một bên đâu, cả hai bên luôn đây này. Đấy, cái này thấy u sơ đẹp chưa? Thôi, vào tạm một vườn này xem đi. Đây. Vào sẽ vào ngắm xem. Chú ơi, cho cháu vào vườn cho xem nó. Và đấy, trước khi vào đi. Úi xời. Quá đẹp luôn, cháu chú nhá, cháu ra nhá. Quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Một vài năm nay thì đang có cái trào lưu là siêu quất tập trung lên này. Đấy, ra xem các cái thế quất trước nhá. Ui. Đẹp luôn. Cũng rất là lo ngại năm nay là ở Hà Nội là dịch giã rất là nhiều. Cũng rất là lo ngại cái vấn đề bán quất bán đào của bà con nơi đây. Không biết là sẽ được như những năm trước hay không. Đấy. Nhưng mà chỉ biết là cái không khí Tết ở Hà Nội này đang thời điểm này là thời điểm đỉnh điểm rồi các bạn nhé. Đây để đi sang ha. Đây là xem bưởi này. Nhà anh này thì anh có cả quất, cả bưởi. Rất là đẹp. Vâng, cảm ơn chú nha. Vâng, chúng sang xem mấy cái bưởi nữa. Ôi, bưởi này là bưởi chú ghép được cả hai giống khác nhau ạ? À?
Nhưng cháu thấy có quả to mà nó dài, có một cái quả nhỏ mà tròn nữa. Ui, ngào ngạt hương bưởi luôn, thơm nức luôn. Đấy, không biết sau này là những cái lô mà bưởi với cả cam quýt mà mình tặng cho cái bên nông nghiệp ấy trồng thì sau này không biết là bưởi có ra quả đẹp như này không. Nếu mà ra quả đẹp như này thì là quá tuyệt vời luôn rồi các bạn ạ. Đấy. Và trong đây thì là các cái hương thơm thì là đúng là không thể là một cái từ gì để diễn tả nổi nữa các bạn ạ. Thôi đứng đây hít, đứng ở trong vườn đấy hít. Hơi giời. Rồi. Khi đấy cho các bạn ngắm bưởi biết cái đấy thôi. Bây giờ là anh em mình lại di chuyển tiếp đây để cho kịp giờ cho buổi sáng này. Chứ buổi sáng này là quay xong ở Hà Nội. Còn buổi chiều thì mình lại có một cái việc là việc bận nữa các bạn ạ. Rồi, ok nhá. Ok các bạn nhé, sau khi lượn một vòng quanh Hà Nội thì anh em tạt vào cái quán trà đá vỉa hè. Nói chung là không, vỉa hè đây là vỉa hè VIP luôn các bạn. Vỉa hè đây là cạnh Lăng Bác luôn. Thì bình thường ngày thường thì là sẽ ngồi ở bên ngoài kia uống nước dừa rồi là uống nước mía. Nhưng bây giờ là mùa dịch thì là nuôi dọn vào trong này. Cô chủ quán cô dọn vào trong này để gọi là tránh, nó cũng là tránh dịch đấy, nhưng mà vẫn phải bán hàng. Đây, mình sẽ đi ra ngoài, ở chỗ này cũng vắng vẻ lắm. Nên là bỏ được khẩu trang ra, mình sẽ đi ra ngoài cho các bạn xem cảnh Lăng Bác bên ngoài nhá. Đấy. Một cái quán nước ở ngay cạnh Lăng Bác. Ngày xưa thì là bọn mình cũng hay những cái buổi chiều ấy, hoặc buổi tối, mùa hè là cũng hay ra đây ngồi xong là đi bộ ở trước cái thảm cỏ này. Đi bộ ngắm cảnh rồi là đến lúc 9 giờ tối là sẽ có cái lễ hạ cờ của Lăng Bác rất là đẹp. Buổi sáng thì là có lễ chào cờ. Lễ chào cờ từ lúc mấy giờ anh à? 6 rưỡi đấy. 6 rưỡi sáng thì là có lễ chào cờ và 9 giờ tối là có lễ hạ cờ, ngày nào như ngày nào nha các bạn nhá. Kể cả mưa cũng các anh cũng vẫn làm nhiệm vụ là vẫn làm nhiệm vụ bình thường luôn. Đấy. Rất thích cảnh rất là êm đềm. Rồi ok. Rồi mình sẽ xin phép kết thúc video ở đây là để về ăn cơm trưa cái đã. Rồi các bạn nhá. Xin chào.